tiên thì nhìn vào hai thanh ngoài cùng. Đây chính là hai thanh tempo dùng để điều chỉnh tốc độ của một bài nhạc. Khi các bạn đẩy lên tức là giảm đi tốc độ của bài nhạc, và kéo xuống chính là dùng để tăng tốc độ của một bài nhạc. Và đặc biệt ở điểm giữa chúng ta sẽ có một cái gờ khóa để giúp các bạn xác định được tempo gốc của một bài nhạc. Và tiếp đó bên dưới chúng ta sẽ thấy hai nút sync. Nút sync này cho phép các bạn khớp được tốc độ và beat của hai bài nhạc với nhau ngay lập tức chỉ trong một lần bấm. Thì ngoài ra hai nút sync này còn để biểu thị cho các bạn biết là master hiện đang nằm ở bên deck nào, bằng cách các bạn sẽ nhấn giữ phím shift. Khi đó đèn của nút sync sẽ phải sáng lên, tức là master hiện đang nằm ở bên deck này. Nếu các bạn muốn chuyển master qua bên đây thì các bạn sẽ nhấn phím sync ở bên đây. Khi đó master sẽ chuyển qua cho deck này. Và tiếp theo bên cạnh của thanh tempo các bạn sẽ thấy đó là bộ loop. Thì ở đây đối với con WeGO, tính năng loop đã được tích hợp và thu gọn lại chỉ còn trong một núm vặn này. Để sử dụng loop các bạn sẽ nhấn cái núm vặn này xuống. Khi đó chúng ta đã kích hoạt được tính năng loop, và để tăng khoảng loop các bạn sẽ vặn về theo chiều kim đồng hồ, hoặc giảm loop là theo ngược lại. Tiếp đó ở bên dưới chúng ta sẽ thấy là bao gồm có 5 nút effect đã được tích hợp vào với mâm xoay. Từ trái sang phải chúng ta sẽ có keychain, effect 1, effect 2, effect 3 và tiếp đến đó là filter. Như vậy các bạn có thể thấy chúng ta sẽ sử dụng được 5 phím effect cùng lúc. Rất là tiện phải không nào? Và để sử dụng effect thì các bạn sẽ nhấn vào phím effect. Vì đó đèn nháy sẽ báo hiệu cho các bạn là effect đang được kích hoạt. Các bạn sẽ xoay mâm xoay, sử dụng nó như là một control cái effect. Khi effect đạt tối đa thì đèn hiệu sẽ báo như thế này. Khi giảm xuống mức tối thiểu thì đèn sẽ nháy như thế này. Và đặc biệt các bạn có thể tích hợp xài được cả 3 effect cùng một lúc với nhau. Đây là điểm đặc biệt mà chỉ ở WeGO chúng ta mới có thể thấy được. Và còn nhiều tính năng để có thể kết hợp khác nữa mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở tập sau. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đồng hành được một nửa chặng đường rồi, nhưng mà vẫn còn nhiều điều thú vị ở phía sau nữa, nên các bạn đừng bỏ lỡ series này nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.